Bonsoir. Merci. Bonsoir. Ôi, tình hình dịch ở Hà Nội nói chung là khá là phức tạp. Thì bạn 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 lớp trưởng của chúng ta đấy ạ, có hỏi cô mấy lần về chuyện học trực tiếp. Hiện tại bây giờ thì chưa có cái công văn nào của trường mình về chuyện cho học trực tiếp cả. Còn lại thì các bộ môn là vẫn đang tự quyết, họ online chứ chưa có cái công văn chính thức của trường các sinh viên đi học mà. Đi học trực tiếp cả đó. Thế thì lớp mình như này cũng nói luôn nhé, nếu như mà trường cho lựa chọn nếu mà trường cho lựa chọn giữa việc học online hay học trực tiếp thì cô sẽ ưu tiên dạy online trong cái giai đoạn chúng ta đang học về về lý thuyết này. Đó. Thế là cô báo trước cho các bạn để các bạn biết tinh thần là như thế. Còn nếu như trường yêu cầu là phải học trực tiếp thì lúc đó cô mới cho các bạn đi học. Còn nếu như vẫn cho lựa chọn giữa một trong hai thì chắc chắn cô vẫn dạy rồi, dạy online để an toàn cả cho các bạn và cho cô nữa. Còn nếu như mà gần đến lúc chúng ta thi, khi chúng ta bắt đầu học ôn vào chuyên ngành á thì khi đó mình sẽ ưu tiên hơn. Nếu như trường cho học trực tiếp thì cô sẽ dạy trực tiếp cho các bạn, bởi vì cái đó nó khá là khó. Còn cái này hiện tại bây giờ chúng ta cứ chịu khó theo dõi và xem lại cái cô dạy một chút thôi thì nó sẽ đúng rồi, không cái chuyên ngành đấy ạ, như cô nói ạ, là tức là những cái môn chuyên ngành của các bạn đấy ạ, những cái môn của các bạn thì là tùy từng bộ môn người ta sẽ quyết định là cho các bạn học online hay là người ta yêu cầu các bạn phải đến viện, tùy nhá. Các bộ môn bây giờ đang tự quyết đó, nhưng cô đang nói là cái chuyên ngành của tiếng Pháp của mình đây cơ, thì đó là cái phần cuối cùng của mình và học sẽ là cái phần thi chính của mình. Tất nhiên là nó vẫn phải dựa trên nền tảng của cái giao tiếp này như cô đã nói với các bạn từ đầu đó, nhưng mà nó sẽ có những cái bài tập để ôn thi cho chúng ta. Thì khi đó là chúng ta, nếu như chúng ta học trực tiếp thì cô sẽ ưu tiên cho mọi người đi học trực tiếp đó. Nhưng mà cái online này á thì nó sẽ có một cái lợi cho các bạn là các bạn, nếu như với những cái bạn nghỉ hoặc là không theo kịp bài, các bạn tải cái phần phần về là các bạn có thể tự học ở nhà được đó. Còn nếu như học trực tiếp là bắt buộc các bạn phải tập trung, và nó khá là ồn ào, ồn hơn là các bạn học online như thế này, ồn hơn là học online như thế này nhiều luôn đó. Thì đấy ạ, và cô cũng nếu như đấy, nếu như mà chúng ta không phải là tất kể cả trong trường hợp nhá, nếu chúng ta ở trại trên đó mà chỉ cái môn này của cô mà lại trường bảo học online thì chúng ta vẫn học trực tiếp thì chúng ta vẫn ưu tiên học online. Còn nếu khi các bạn xuống, kể cả khi các bạn xuống Hà Nội này, các bạn học ở các bệnh viện rồi, trường không bắt học trực tiếp mà cho lựa chọn, cô vẫn cho học online các bạn. Đấy là cô thông báo cho các bạn biết như thế để bạn Hà đúng không nhỉ, Hà hay Huy đấy, cô cũng nhớ là Huy Hà là Hà Huy gì đấy, không phải hỏi cô nữa về việc đó. Nếu như học thì cô sẽ báo cho khi nào trực tiếp, khi nào mà bắt buộc trực tiếp thì cô sẽ dạy nhá. Còn như năm ngoái thì kể cả là các bạn xuống học thế này thì ngoại ngữ các bạn vẫn online ấy. Ok, lúc này có một bạn nhắn tin gì đây, y học cổ truyền. Chứ còn xuống Hà Nội bây giờ phức tạp lắm, đi đâu cũng gặp F0. Nào, chúng ta mở sách giáo khoa cho cô trang 38. Ouvrez votre livre, page 38. Wait. Bon, je vais Voilà. Psychologie. Cái từ này liên quan đến đề tâm lý. Chúng ta có bác sĩ tâm lý là psychologue. Cái đuôi IES này mình thay bằng QE vào thì nó sẽ ra là cái người làm cái nghề này. Đó. Ở đây là một cái bài, cái ông này, nhân vật ở đây chúng ta biết đúng không ạ? Mã số đây, tên đây, cái ngày ông ta đăng tải, thời gian đúng không ạ, và đây nội dung ông ta viết. Chúng ta còn nhớ động từ em mê nghĩa là gì không nhỉ?
Động từ em mê nghĩa là Thích ạ. đúng rồi, là thích đúng không ạ? Và nó thuộc nhóm mấy em nhỉ? Nhóm 1. Chính xác, ok. Em mê, thích và thuộc nhóm 1. Ở đây chúng ta có basket. Các biết từ này nó giống như tiếng Anh các bạn. Basketball, đúng không ạ? À, equitation có nghĩa là cưỡi ngựa. Đấy. Cyclist là đạp xe. Sha, con gì nhỉ? Con gì? Mèo. Mèo. Hippopotam là cái con gì nhỉ? Con gì mà nó không biết bơi, nó to to dưới nước, con hà mã. Wait. Con hà mã. J'aime danser, chúng ta còn nhớ danser là nghề gì không? Vũ công ạ. Chính xác, vũ công. Như vậy động từ danser có nghĩa là là gì? Nhảy. Là khiêu vũ, chính xác. Manger, mình có thể không biết động từ manger nhưng chúng ta biết cái từ restaurant này đúng không ạ? Tiếng Anh và tiếng Pháp của các bạn là restaurant. Restaurant. Như vậy thì các bạn, theo các bạn động từ manger sẽ là gì? Ăn. Ăn, đúng rồi. Tôi thích nhảy, rồi là tôi thích ăn ở nhà hàng, gọi là. Các bạn còn nhớ nơ pa ở hai bên cạnh của động từ là cấu trúc gì không? Không ạ. Cấu trúc phủ định. Không làm gì đó. Chính xác. Je n'aime pas les moustiques. Moustique có nghĩa là con muỗi. Les chiens. Còn nhớ con chiên là con gì không? Con chó. Ngựa. Chó. Con chó. Con ngựa là con này em này. Cheval. Le cheval là con ngựa. Wait. Chien là con chó. Le tennis. Chúng ta biết rồi đúng không ạ? Chúng ta biết Formula không? Một cuộc đua xe. Ở Việt Nam mình có xây dựng đường đua đấy, nhưng mà dính Covid thế là hủy đấy. Cô gì nhỉ? F1 đấy. Công thức đắt của nó. Công thức 1, đúng rồi, xe đua công thức 1 đấy ạ. Ta nghĩ gọi là Je n'aime pas courir. Courir chạy. Regarder la télé, c'est quoi? La télévision. Regarder la télévision. Télévision. Cái này mình học thôi. Xem TV, gọi là lire, les magazines, lire, mình cũng học rồi, đó là gì? Học. Đọc, đúng rồi, magazine có nghĩa là tạp chí, gọi là. Bây giờ chúng ta sẽ xem, gọi là entourer la bonne réponse, chúng ta sẽ khoanh tròn vào câu trả lời đúng. C'est le site internet des magazines sur, gọi là, đây là một trang web của một tờ tạp chí về... Về lĩnh vực nào? Politics, sport hay là psychology? Chúng ta có cái từ rồi, cô dịch hết đoạn trên rồi đúng không ạ? Về lĩnh vực gì ạ? Có đúng cái này? Trong web tên này này. Lĩnh vực gì? Tâm lý. Gọi là, tâm lý có thể nói được không? Psychology. Psychology. Gọi là psychology. Còn cái từ cái từ này chúng ta biết rồi này, nó đi từ cái từ sportive, sportive và hôm qua mình học xong đúng không ạ? Tính từ, cái này là danh từ, có nghĩa là thể thao. Gọi là người ta có thể nói, quel sport aimez-vous? Bạn thích môn thể thao nào thế? Quel sport préférez-vous? Bạn thích nhất môn thể thao nào thế? Từ này từ politique có nghĩa là chính trị, gọi là, nó cũng có nghĩa là chính sách, gọi là. Và đây là cái mục gì? C'est la rubrique famille, forum ou culture. Cái từ này giống từ tiếng Anh các bạn đúng không ạ? Gọi là. Nào, nó viết về cái gì đây? Chúng ta nhìn xem nó ở mục nào. Mục nào? Forum. Gọi là mục forum đúng không ạ? Forum. Đây, chúng ta nhìn thấy ở đây. Bây giờ các mục nó cũng sẽ ở trên này đúng không? C'est un jeu. Đấy là một trò chơi. C'est un test. Đấy là một bài test. C'est une enquête. Hay là một bài điều tra. Một cuộc điều tra. Theo các bạn đây nó là cái dạng gì? Điều chúng tra. Chúng ta có nhân vật. Uê, chúng ta, bởi vì có thể dưới ông này sẽ có nhân vật khác. Nhân vật khác, nhân vật khác. Mình cũng nghĩ là đây là người ta đang thực hiện cuộc điều tra. Và hỏi xem là gì. Mày thích gì và mày không thích gì. Nhưng chú ý, các bạn sẽ nghĩ đó là cái điều tra đúng không ạ? Nhưng các bạn phải nhìn cho cô cái mục đỏ này, nó là cái gì? Nó có chữ gì ở đây? Chữ gì?
Chữ gì xuất hiện ở trong cái phần hỏi không? Chữ gì xuất hiện ở trong câu hỏi nào? Trong cái dòng đỏ đỏ này có chữ nào xuất hiện trong cái câu hỏi không? Chữ tương tự, ok, đó. Thông thường chúng ta khi chúng ta nhìn như thế này, chúng ta sẽ nghĩ là đây có thể là cuộc điều tra. Chúng ta đặt ra câu hỏi như thế mà người trả lời đúng không ạ? Nhưng thật ra khi chúng ta nhìn cái từ enquête ấy, thì nó sẽ có cái bộ câu hỏi. Tức là như người ta gọi là question ấy, gọi là question, đó là câu hỏi của chúng ta, có bộ câu hỏi là questionnaire. Nó sẽ phải được soạn ra từng câu hỏi một, ví dụ câu 1 hỏi về ABC, câu 2 hỏi về ABC. Đấy nó sẽ là enquête. Đấy nó sẽ là sondage. Gọi là, còn ở đây rõ ràng người ta ghi cho chúng ta cái chữ gì đây? Je. Như vậy cái này chúng ta phải chọn vào gì? C'est un gì? Đọc lại cô nghe được không? C'est un jeu. Voilà, c'est un jeu. Pierre parle. Nào, ông Pierre này nói về cái gì đấy? Le Sommet, có phải về đất nước của mình không? Le Segu, gu Việt Nam mình mượn từ đó đúng không? Cái gu của mày là gì? Cái gu ăn mặc của mày là gì? Cái gu ăn uống của mày là gì? Chúng ta hiểu cái từ gu là gì? Sở thích, chính xác. Và profession, nghề nghiệp. Ok, nghề nghiệp. Như vậy thì theo các bạn sẽ là cái gì ở đây? Cho những cái này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái document ở trên này, và là chúng ta nhìn theo mình ở dưới xem. Chúng ta có cái mặt như thế này là mặt thích, và mặt như thế này là mặt không thích, đúng không ạ? Và chúng ta có những cái hình ở phía bên dưới. Vous regardez la télévision, lire les magazines, les chats, les chiens, l'équitation và cyclisme. Voilà. Thế vậy thì bây giờ mình sẽ đọc lại xem ông ta thích những số nào ở đây người ta đã chọn cho chúng ta. Đầu tiên là số 4, có nghĩa là ông ta thích nghèo. Ông ta còn thích cái gì nữa nhỉ? Số mấy nữa? Số 2 và số 3. Số 2, regardez la télévision. No, ông ta có thích đâu. Có thích xem TV đâu em? Tôi nên 3 mà. Đúng không? Je n'aime pas mà. Ông ta có thích số 7 nhỉ? Số 7, cyclist mà. Đúng rồi, các bạn điền cho cô vào số 7. Bây giờ mình đi từ số 1 nhá. Giờ mình đi từ số 1 các bạn điền cho cô. Số 1 là thích hay không thích? Cua kìa. Không thích. Và là chúng ta sẽ viết vào số 1 xuống dưới đây cho cô trước. Số 2, In em bảo. Và là viết tiếp số 2 đây cho cô. Lia cả lên magazine. In em lên bảo. Lecha. Mình viết số 4 đây rồi. Lechiang. Không viết số 5 vào đây cho cô. L'équitation. Thích ạ. Đây, chính xác, cái số 6 lên mục tích cho cô. Le cyclisme. Thích ạ. Chúng ta viết số 7 lên trên cho cô. Mình làm như thế nó sẽ không bị sót, đúng không ạ? Quý đọc lại cái phần số bài số 1 và hãy xếp vào đây cho nó đúng cái nhóm của nó. Chúng ta sẽ có những từ nào để chỉ animal, 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 đó là gì ạ? Động vật, chính xác. Chúng ta có animal, đây là số nhiều của animal. Có lê chiang, chúng ta có con gì nữa? Lê chà, ok, lê chà, chúng ta viết vào đây cho cô. Con gì nữa? Nó thích kè. Lê hippopotam, voilà, lê hippopotam. Uy, còn con nào nữa không? Lê chiang, déjà, có rồi. Còn con gì nữa nào? Không muốn ạ. Ok, moustique, uy, moustique, d'accord, chúng ta viết vào đây. Moustique, uy. Tiếp theo về loisir, chúng ta sẽ có sở thích. Uy, sở thích, cho tiêu khiển. Chúng ta sẽ có gogac de la tele, còn gì nữa không? Pessilemme. Chúng ta nhìn ở đoạn trên xem nào, có cái gì không? Có cái gì thuộc cái gì không? Dancer.
Gastrogon, chính xác. Đoạn dưới có cái nào liên quan đến mục về loa riêng không? Le magazine. Le magazine, chính xác. Ok. Tiếp theo, về thể thao, chúng ta có basket, có gì nữa? L'équitation, l'équitation, gì nữa? Basket đây rồi, vậy basket, ok, còn gì nữa? Cyclisme. Ok, đoạn dưới thì sao? Có môn nào? Tennis, đặc biệt, gì nữa? Bóng mina, đặc biệt, bóng mina, hết chưa? Bồi. Cua ghìa, chạy, đúng không ạ? Cua ghìa, chạy, đó, các bạn nhìn thấy. Lire la question, souligner la réponse négative, rất đơn giản, cái này mình học rồi đúng không ạ? Trong câu A và câu B, câu nào là câu trả lời phủ định? B, chính xác, ok. Je n'aime pas le basket. Ok, d'accord. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một cái video, tất nhiên đây là cái lời nó đã được thông dịch ra rồi đấy ạ. Rồi, anh này anh ta nói như thế nào về cái gu của anh ta? Như có bạn nào đang có cái tiếng gì đó đấy. Cái gì? Salut, j'aime le yoga, les chats, les chocolats. J'aime lire. Je n'aime pas le foot, les chiens, les hamburgers. Je n'aime pas regarder la télé. Voilà. Oui, chúng ta có cái này rồi đúng không ạ? Chúng ta có cái này ở nhà rồi, cô gửi rồi. Đơn giản là anh ta nói cái chỗ này thôi. Salut, xin chào các bạn. J'aime le yoga, les chats, le chocolat. J'aime lire. Je n'aime pas le foot, les chiens, les hamburgers. Je n'aime pas regarder la télévision. Oui. Thế thì cái phần này là cái phần nó sẽ được đưa vào cái mục nói của các bạn, cũng như là cái mục bài viết của các bạn khi các bạn giới thiệu về bản thân mình. Tức là các bạn sẽ phải nói về cái sở thích của các bạn. Đó. Thế thì tùy chúng ta sẽ về chúng ta tự viết xem. Ví dụ như là j'aime, bắt chước cái câu như của ông này chẳng hạn. Voilà. Một câu đầy đủ như thế này. Mà cũng có thể là viết như anh này. Voilà. Tùy chúng ta. Khi vào vòng thi chúng ta sẽ nói hoặc và chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ tập chép và là tập chép đi chép lại, chúng ta nhớ những cái câu đó. Ví dụ, à, tôi thích cụm từ regarder la télé, tôi thích cái cụm từ lire le magazine, gọi là hoặc le livre, sách quý. Rồi lên rồi tôi thích thích động vật, j'aime les animaux comme les chats, les chiens, ví dụ thế chẳng hạn. Et j'aime faire du sport. Oui, faire du sport, chúng ta có cụm từ đó là chơi thể thao đấy ạ. Faire du sport, chúng ta học động từ faire rồi, động từ làm đúng không ạ? Từ này lâu không hỏi thì có thể chúng ta đã quên. Faire du sport. Oui. J'aime faire du sport. Oui, j'aime faire du sport. Oui. Hoặc là j'aime faire de l'équitation, j'aime faire du cyclisme, ví dụ thế chẳng hạn. Voilà, j'aime faire du basket, du tennis. Voilà, chúng ta chuyển du vì nó đờ cộng với lơ mà, đúng không ạ? Đó, cái đó thì hoặc ví dụ như chúng ta có động từ, cái danh từ je này á, đố bạn nào biết cho cô ạ, nó đi từ động từ gì ra nhỉ? Ai biết là lớp mình có những người đọc học rồi đấy. Nó đi từ động từ gì ra? Đâu? Rơ này đi từ động từ gì ra? Rơ này không biết luôn. Ôi, câu hỏi vì lớp mình có bạn biết trên câu hỏi cho bạn nói ra thôi. Chúng ta có động từ jouer. Jouer. Động từ này là nhóm mấy? Nhóm 1. Chính xác. Ok. Trước khi chúng ta chạy tiếp nhá, cho chúng ta xem một bức tranh này. Các bạn đợi một chút. Để các bạn sẽ có một cái lượng từ về nó luôn.
Bánh gai này. Đây rồi, và lại xì xì. Đây. Và lại. Các bạn hãy tính theo cô sẽ gửi cho các bạn. Và bây giờ các bạn quan sát cái này cho cô thôi. Và nốt được theo ý hiểu của mình như thế nào thì nốt. Chúng ta có đầu tiên ạ, đó là động từ jouer. Jouer thì nó sẽ đi với giới từ a. Khi chúng ta đi đằng sau nó là một trò chơi, jeu, hoặc là một môn thể thao. Gọi là nếu như nó là một môn thể thao thì nó sẽ đi với lại những cái môn thể thao mà có sử dụng đến những cái vật thể hình tròn. Gọi là ball. Những cái vật thể hình tròn ví dụ như là bóng đá, rồi tennis, rồi bóng bàn, kiểu kiểu như thế. Thì khi đó mình sẽ dùng với lại động từ jouer. Đó, ví dụ ở đây người ta cho chúng ta là jouer au football. Đó, jouer à la pétanque. Pétanque này là ném cái quả. Nó tròn tròn như kiểu là bằng kim loại ấy. Xong rồi cái này ném vào cái một đứa, nghĩa là có mấy người chơi ném. Đây là cái trò này, cũng không biết là ở Việt Nam mình có không. Hình như trên dân tộc có. Một người sẽ ném, sau đó cái người đằng sau ném, sau đó là phải bắn được vào cái đứa đằng trước đó. Đấy nó gọi là chơi cái trò ném pháo hay sao á. Và chúng ta có cái trò chơi này. Chơi cái này chắc các bạn đều biết rồi. Là chơi tú đúng không ạ? Jouer aux cartes. Vậy cartes vì nó giống như cái thẻ. Ngoài ra thì cái động từ jouer nó có thể đi được với các cái vụ cụ âm nhạc. Và khi đi với các dụng cụ âm nhạc thì chúng ta sẽ dùng đờ. Ví dụ ở đây chúng ta có jouer du piano, đàn piano, ấy, jouer de la flûte, sáo đúng không ạ? Và jouer de l'accordéon, đàn accordéon. Vậy accordéon thì đấy cũng là một cái món có những cái cliché về của về Pháp ấy ạ, tức là người ta nghĩ rằng đúng là người ta ở bên Pháp thì người ta sẽ đàn accordéon trong gần như tất cả các trường hợp, kể cả đám cưới và thậm chí kể cả đám ma đó. Cho nên là cái đàn accordéon có cái cliché như thế về cái đàn đó. Và ngoài động từ jouer ra thì các bạn sẽ có động từ faire. Động từ faire, động từ làm, chúng ta đã học rồi đấy ạ. Nhưng mà khi faire de thì nó sẽ đi với lại cái hoạt động, một cái thú vui, một cái trò tiêu khiển, một cái hobby, và là một cái hobby của mình. Ví dụ như là faire du vélo. Và là khi mà chúng ta đi với de le đấy, vélo ở đây là cái xe đạp này. Faire de la danse với trò khiêu vũ này. Và faire de l'équitation là cưỡi ngựa. Đó, thế thì chúng ta sẽ hiểu được, và lát nữa cô sẽ gửi cái bảng cho các bạn. Voilà. Ở đây chúng ta có một cái bức hình gọi là về động từ jouer, động từ jouer quế. Ví dụ đây, ok đúng không ạ? Cái môn này ở bên nước ngoài nó có, nó đánh ở trên băng đây đúng không ạ? Golf, jouer au golf. Ok, cái này cũng là đánh cái quả bóng này bằng cái gậy gỗ này đúng không ạ? Basketball, là moule, các bạn để ý mà xem hầu hết nó đều lên có gì đó nó tròn đúng không ạ? Rugby, và là rugby, football, ping pong, tennis, badminton, okay. Đều khá là giống tiếng Anh đúng không ạ? Còn đây là chúng ta có về xe de la natation, môn bơi, faire de la pêche, đi câu, faire du vélo, faire du judo, faire de l'équitation, faire du karaté, faire du ski, chập tuyết, faire de la danse, faire de la voile, thuyền buồm, faire de la gymnastique, thể dục tay, thể dục tay không, voilà.
Đó, ba cái hình bài lát nữa cô sẽ gửi để cho các bạn có thể hoàn thiện vào cái phần bài về giới thiệu bản thân mình. Giới thiệu bản thân mình, nói về sở thích. Quê. Bon, maintenant, voilà, on va écouter un micro-trottoir. Chúng ta có cái danh từ trottoir là vỉa hè, micro thì các bạn biết rồi, micro là gì nhỉ? Micro là gì? Là cái gì đó nó rất là nhỏ đúng không ạ? Hoặc là nhỏ và nó phải được phóng lên để cho mình có thể nhìn thấy được. Nếu mình muốn nhìn thấy được, muốn nghe thấy được thì mình phải có cái gì đó để kích thích nó lên đúng không ạ? Ví dụ chúng ta dùng cái từ micro cũng là cái để chúng ta nói đó. Thì cái micro photo tức là một cuộc điều tra mà người ta thực hiện ở trên vỉa hè với những người đi đường ở trên vỉa hè, đi bộ trên vỉa hè đó. Vậy entourer le sujet de la discussion, chúng ta hãy quanh tròn vào chủ đề của cái mà người ta bình luận ở đây, người ta thảo luận ở đây, đó là về cái gì. Lát nữa chúng ta sẽ nghe, bây giờ cô dịch trước ạ. Chúng ta có la nourriture, có nghĩa là đồ ăn thức uống. Les activités culturelles là gì nhỉ? Từ này hơi giống tiếng Anh, activity. Còn từ culture ở bên kia có dịch rồi đúng không ạ? Thế các bạn nó sẽ nghĩa là gì? Hoạt động văn hóa. Nữa chúng ta sẽ cùng nghe xem là nói về cái gì. Classer les phrases des six personnes. Sắp xếp, classer nghĩa là sắp xếp cái câu của sáu cái người này. Ở đây có thể có 6 người nói. Justifier votre réponse, giải thích câu trả lời của bạn. Ok, ví dụ như là em ở le cinema thì cái người đấy người ta nói câu như thế nào mà mình biết là người ta thích. Ví dụ thế, anh ta nói oui, j'aime bien. À, có nghĩa là nó thích, kiểu như thế. Bon, bây giờ chúng ta nghe ạ. Vas-y. Leçon 10. Échanger sur ses goûts. Document 2. Bonjour. Vous avez deux minutes pour une enquête sur les loisirs? Nghe lại xem hiểu nói về cái gì không nhá. Nghe lại câu đấy này. Leçon 10. Échanger sur ses goûts. Document 2. Bonjour. Vous avez deux minutes pour une enquête sur les loisirs? Okay. Oui, d'accord. Nào, cái ông này ông nói câu gì ạ? Bonjour, gì? Vous avez. Vous avez, các bạn có. Vous avez, có gì? Son 10. Échanger sur ses goûts. Document 2. Bonjour. Vous avez deux minutes. Cái gì ạ? Chúng ta nghe thấy số mấy? Deux minutes. Đúng rồi. Chúng các bạn có 2 phút. 2 phút để làm gì? Pour? Deux minutes pour une enquête sur les loisirs. Nào, pour gì? Écoutez. Pour Queen gì bên kia? Queen gì đây nè? Đây nè. Cái từ đọc là gì? Une enquête về chủ đề gì? Minutes pour une enquête sur les loisirs. Nào, une enquête sur. Về vấn đề gì? Vous avez deux minutes pour une enquête sur les loisirs. Sur gì? Loisirs, đúng không? Về sở thích. Ok, nhưng mình vẫn chưa biết được. Ok, vậy thì sở thích không biết nó nói cái gì đây? Loisirs có thể là cả ba cái này. Sở thích về ăn uống, về hoạt động văn hóa hay là về thể thao. Thì bây giờ mình sẽ nghe xem cái câu hỏi ấy của nhà báo về cái gì. Nghe này. Pour une enquête sur les loisirs. Oui, d'accord. Est-ce que vous aimez le cinéma? Ok, nào, nhà báo hỏi câu đầu tiên là gì? Est-ce que. Est-ce que vous aimez le cinéma? Vous avez au cinéma. Vous dites. Oui, d'accord. Est-ce que vous aimez le cinéma? Est-ce que vous
Chính xác. Est-ce que vous aimez le cinéma? Oui. Est-ce que vous aimez le cinéma? Bạn có thích thì cinéma là gì? Cinéma là điện ảnh, là cinema phim rồi điện ảnh cái kia đúng không ạ? Như vậy thì mình đã lờ mờ mình đoán được chủ đề của cái này phải cái gì? Để cái gì trong ba cái này? Hoạt động văn hóa. Chính xác. Các bạn sẽ khoanh tròn vào và lấy les activités culturelles này. Et le cinéma. Oui, j'aime bien. Là người này trả lời là gì? J'aime bien. J'aime bien, chính xác. Đây cái này đã có rồi đúng không ạ? Tiếp theo. Toi aussi, tu aimes, hein? Tức là nó nói một người khác. Mày cũng vậy phải không? Toi aussi, tu aimes, hein? Phải không? Cái đứa kia nó trả lời như nào? Oui, moi aussi j'aime le cinéma. Người thứ hai có thích không? Moi aussi. Moi aussi. Oui, moi aussi j'aime le cinéma, đúng không ạ? Như vậy mình sẽ viết vào đây cái người thứ hai, Alexander nói là gì? Moi aussi. Ok. Moi aussi j'aime le cinéma. Tiếp tục nè. Moi aussi j'aime le cinéma. Et qu'est-ce que vous aimez? Câu hỏi thứ hai của nhà báo là cái gì? Câu hỏi thứ hai của nhà báo là gì? Est-ce que vous aimez? Đúng rồi, các bạn thích cái gì? Các bạn thích cái gì ở điện ảnh ấy? Vous aimez. Nous aimons les films américains. Nào, hai cái đứa đấy, cái đứa một và cái đứa hai này nói câu gì? Cái thằng kia đại diện nói câu gì? Nú? Nous aimons films américains. Nous aimons. Phải em mong chứ. Vous aimez. Nous aimons les films américains. Thích cái gì? Les films. Rồi, les films. American. Đúng không ạ? Chúng tôi thích các cái bộ phim của gì? Mỹ. Của Mỹ, chính xác. Câu tiếp theo. Les films d'action. Phim gì? Phim hành động. Chính xác, phim d'action. Action ấy, gọi là phim d'action. D'action. Rồi, bây giờ sẽ đi hỏi người khác. Bonjour. Avez-vous deux minutes? Câu hỏi trên. Anh có 3 phút không? Cô có 3 phút không? À, 2 phút không? Minute. C'est pourquoi? Làm gì thế? C'est pourquoi? C'est pour une enquête sur les loisirs. Bon, 2 minutes max. Est-ce que vous aimez le cinéma? Câu hỏi trên đúng không ạ? Non, je n'aime pas le cinéma. Nào, không thích, người ta nói câu gì? Non, je n'aime pas. Voilà. Non, je n'aime pas le cinéma. Ok. Je n'aime pas le cinéma. Mais j'aime bien le théâtre. Người ta thích cái gì? J'aime bien le théâtre. Cái này chúng ta học rồi đấy. Cô ta không thích cinema nhưng cô thích ta thích cái gì? Cô ta không thích điện ảnh nhưng cô ta thích cái gì? Mais j'aime bien le théâtre. Théâtre. Cô đánh lại cho các bạn. Ouais. Théâtre. Kịch. J'aime bien le théâtre. Quelle pièce de théâtre aimez-vous? Oui, cô thích cái vở kịch nào? Quelle pièce de théâtre aimez-vous? J'aime bien les comédies. Oui, nào. Cái thích cô ta nói câu từ gì nữa? J'aime gì? Từ sau cô sẽ nói cho các bạn. Pièce de théâtre aimez-vous? J'aime bien les comédies. Gì? Bien. J'aime bien. Oui, chúng ta có từ comédie. Comédie tức là hài kịch. Oui. Comédie. Có dấu sắc. J'aime bien les comédies. Et l'opéra? Ah. Từ gì thấy quen không ạ? Từ này tiếng Việt mình hay dùng mà. Cô ta hỏi về cái gì? À, cô ta hỏi về l'opéra. Gọi là l'opéra. Thế còn nhạc thính phòng thì sao? Opéra? Ah oui. J'adore les opéras. Nào, cô ta dùng từ gì để nói về sự thích nữa? J'adore. Ok. J'adore les opéras. Như vậy để thích ở trên đây. Cô ta còn nói câu... J'adore.
Voilà. J'adore les opéras. J'adore les opéras italiens. Bonjour. Vous avez 2 minutes pour une enquête sur les loisirs? Oui, bien sûr. Est-ce que vous aimez le cinéma? Non, je n'aime pas le cinéma. Non, je n'aime pas le cinéma. Moi non plus. Nào, có một câu nữa. Một câu nữa cô nói câu gì? Moi non plus. Ok, đó. Moi non plus. Hình như cái này cô đã có lần cô dạy cho các bạn rồi đúng không ạ? Nếu mình đồng ý với ai đó theo chiều thuận, mình sẽ nói moi aussi. Nếu mình đồng ý với ai đó theo cái chiều phủ định, mình sẽ nói moi non plus. Ví dụ, j'aime le cinéma. Moi aussi, j'aime le cinéma. Nhưng nếu cô nói je n'aime pas le cinéma, mà cái đứa kia nó cũng giống như cô, nó sẽ nói moi non plus, je n'aime pas le cinéma. Tôi cũng không hơn bạn đâu, tôi cũng không thích. Voilà, tôi cũng không. Nghe tiếp. Je n'aime pas le cinéma. Moi non plus. Je préfère lire. Cô này cô thích gì? Je préfère. Chúng ta học động từ này rồi đúng không ạ? Từ préférer. Je préfère. Je préfère lire. Thích gì ạ? Đọc. Đọc. Je préfère lire. Ok. Ah. Et qu'est-ce que vous aimez lire? Les romans policiers. Nào, cô ta thích đọc cái gì ạ? Có biết từ đấy không? Et qu'est-ce que vous aimez lire? Les romans policiers. Cứ nghe thấy âm nào nhắc lại âm đó là được. Đây là mình đang luyện nghe mà, không cần phải biết cái từ đấy. Sau đó cô sẽ chữa. Nghe lại này, nhắc lại đúng cái âm mà mình nghe thấy thôi. Thì đi thi, các bạn thi nghe là các bạn sẽ được có từ gợi ý. Cho nên mình phải nghe được cái chữ cái đầu, ít nhất là cái chữ cái đầu, cái âm nó na na như thế thì mình nhìn cái từ gợi ý mình mới chọn được. Je préfère lire. Ah. Et qu'est-ce que vous aimez lire? Les romans policiers. Policiers. Oui, policiers. Nghe giống cái từ gì? Police, đúng rồi. Liên quan đến cảnh sát đúng không ạ? Từ lần trước đó là gì? Nghe lại. Ah. Et qu'est-ce que vous aimez lire? Les romans policiers. Gì ạ? Policiers. Chữ đằng trước, chữ policier là chữ gì? Bỏ chữ đằng sau đi, nghe chữ đằng trước. Lire. Ah. Et qu'est-ce que vous aimez lire? Les romans policiers. Et qu'on s'aime lire? Lazy. Qu'est-ce que vous aimez... Ah, voilà. Qu'est-ce que vous aimez lire? Thế cô thích là cái gì? Con này nó trả lời gì? Et qu'est-ce que vous aimez lire? Les romans policiers. Les... Romans. Ok. Chúng ta có từ romans là tiểu thuyết. Les romans. Quý. Vậy thì theo chúng ta nó được gọi là tiểu thuyết gì? Trinh thám. Chính xác, tiểu thuyết trinh thám. Les romans policiers. Có sao mất tiếng? À, non. Et qu'est-ce que vous aimez lire? Les romans policiers. J'adore Maigret. Bonjour. Avez-vous 2 minutes pour une enquête sur les loisirs? Vẫn là câu hỏi đó. Bạn có 2 phút về một cái enquête về loisirs hay không? Cái người thứ 6 này trả lời như thế nào? Chúng ta nghe câu trả lời. Avez-vous 2 minutes pour une enquête sur les loisirs? Non, désolé. Bạn trả lời như thế nào? Non. Non, non gì? Ou 2 minutes pour une enquête sur les loisirs? Non, désolé. Thế. Désolé. Chính xác. Rất tiếc. Désolé có nghĩa là rất tiếc. Không vậy. Dưới này. Con
gái nói lên cô sẽ hợp tướng hợp số vào. Désolé, chúng ta có dấu sắc ở trên đầu chữ ơ, gọi là désolé. Rất tiếc. Cái đợt rất tiếc này, ví dụ như ai đó mà nhờ chúng ta một cái việc gì đó chẳng hạn, mình cũng có thể nói désolé để mình từ chối. Hoặc là khi mà ai đó xin chúng ta một cái gì đó, ví dụ như là mà chúng ta không còn nữa chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ nói là désolé. Nó chỉ đơn giản là rất tiếc thôi. Rất tiếc là không thể giúp gì được cho bạn. Đó, thế đây là những cái từ để khi chúng ta nói về thích, các bạn sẽ nói từ j'aime, j'aime bien, hoặc từ j'adore, oui, oui, hoặc je préfère. Chúng ta chia động từ préfère. Cái này cô nhớ là cô đã dạy cho chúng ta rồi. Je préfère. Ok. Còn nếu chúng ta không thì chúng ta sẽ nói non, je n'aime pas. Chúng ta đồng ý với cái không đó, chúng ta sẽ nói moi non plus. Chúng ta không muốn trả lời, chúng ta sẽ nói non, désolé. Voilà. Về mặt văn hóa ở đây thì có cái phần này muốn nói với các bạn là gì? La France est le premier pays européen pour la fréquentation des cinémas. Chúng ta có động từ fréquenter. Chúng ta có động từ fréquenter có nghĩa là gì? Chúng ta thường xuyên lui tới đâu đó. Fréquenter có dấu sắc trên đầu. Oui. Thường xuyên lui tới đâu đó. Fréquentation. Danh từ của nó. Thế đây là gì ạ? Nước Pháp là nước đầu tiên trên thế giới mà có cái số lượng người thường xuyên lui tới cinema cao nhất. Là cái nước trên châu Âu. Mà nước châu Âu có số lượng người thường xuyên tới rạp chiếu phim cao nhất. Câu số 2 là gì? Il y a plus de, gọi là chúng ta có từ plus có nghĩa là plus tiếng Anh các bạn ấy, hơn ấy, gọi là có hơn 2.000 demi cinema, có hơn 2.000 rạp chiếu phim tại Pháp. Les trois pays les plus cinéphiles d'Europe, có ba đất nước mà rất là yêu điện ảnh. Chúng ta có cinéphile, chúng ta có francophile. Người yêu tiếng Pháp này gọi là francophile, là cinéphile, là gọi là có những người yêu tiếng Pháp. Có ba nước có những người yêu tiếng Pháp trên ở châu Âu, đó là La France, Le Royaume-Uni. Royaume-Uni là gì nhỉ? Là nước nào đấy? Royaume-Uni là nước nào? Nó chính là Great Britain của các bạn ấy hả? Là gì? Hả? Liên hiệp gì? Liên hiệp Vương quốc Anh. Và Alemania. Vậy Alemania là nước gì ạ? Đức ạ. Đức, chính xác. Ok. Ở bên này chúng ta có bảng tổng kết về ngữ pháp một bài ngày hôm nay. Gọi là chúng ta có này, cấu trúc phủ định này, ne pas. Nhưng nếu như nó đứng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm thì mình nó sẽ trở thành n phẩy, gọi là ne pas. Chúng ta có câu hỏi est-ce, có phải không? Qu'est-ce, cái gì? Cái này mình cũng học hết rồi đúng không ạ? L'inversion, chúng ta sẽ đảo cái câu, cái từ đi để đặt ra một cái câu hỏi. Gọi là ví dụ. Ví dụ như thế này, với một câu xuôi có est-ce, chúng ta sẽ nói est-ce tu aimes le foot? Bạn có thích bóng đá không? Oui. Và câu hỏi với qu'est-ce que tu aimes? Bạn thích cái gì thế? Le foot. Hoặc là j'aime le foot. Oui. Còn nếu như chúng ta muốn nhấn trọng âm, gọi là nhấn trọng âm như thế nào? Intonation. Ví dụ tu aimes la musique. Tu aimes la musique. Voilà. Nhấn vào đó. Còn nếu như chúng ta muốn đảo chủ ngữ với động từ, chúng ta sẽ nói aimes-tu la musique. Aimes-tu la musique. Thì thông thường trong cái phép lịch sự là chúng ta sẽ hay dùng cái cấu trúc đảo này. Còn mới học thì chúng ta mới dùng cái kiểu xuôi này. Voilà.
Và chúng ta có từ me, nó giống như từ but của tiếng Anh các bạn. Pour exprimer l'opposition, để diễn đạt sự đối lập. Sự đối lập, opposition. Ví dụ, j'aime le cinéma, mais je n'aime pas, pardon, je n'aime pas le cinéma, mais j'aime bien le théâtre. Tôi không thích điện ảnh, nhưng tôi khá là thích kịch. Tôi rất là thích kịch, nhưng mẹ. Voilà. Moi aussi, moi non plus. Cái này, cô đã nói đúng không ạ? Chúng ta đồng ý với lại một cái suy nghĩ tích cực. Voilà. J'aime l'opéra. Tôi thích nhạc thính phòng của ấy. Moi aussi. Tôi cũng vậy. Moi aussi, j'aime l'opéra. Còn bên này, chúng ta có moi non plus. Oui. Je n'aime pas l'opéra. Tôi không thích. Voilà, tôi không thích nhạc thính phòng. Moi non plus. Tôi cũng không. Je n'aime pas. Với tính từ đề hỏi, can số nhiều, chúng ta cũng học hết rồi đúng không ạ? Nhiều đực và nhiều cái đây ạ. Voilà. Masculin et féminin. Can film. Phim nào thế? Can PS. Vở kịch nào thế? Bởi vì phim là giống đực số nhiều và PS là giống cái số nhiều. Ở đây chúng ta có hai động từ aimer và préférer. Cái động từ préférer này là động từ nhóm 1, nhưng gọi là ở tiếng Pháp nó có một số cái chú ý, có một số động từ chúng ta khi chúng ta chia chúng ta sẽ phải biến nó thành, nó phải chia thêm đổ dấu sắc thành dấu huyền hoặc phải thêm dấu huyền vào đơn giản để đọc cho nó không bị vấp thôi, nó thuận thôi, nó dễ đọc thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đọc cùng với cô động từ này. Cái này mình đọc rồi, nhưng bây giờ đọc lại thôi ạ. J'aime. Chúng ta đọc như thế này đấy, nhưng mà mấy nữa thể nào vẫn sẽ có người nói j'aime. Các bạn vẫn nói là j'aime bởi vì các bạn thấy có chữ e ở cuối mà. Nó chỉ đơn giản là kết thúc ở chữ m này thôi. J'aime, có chữ ơ chúng ta học rồi đúng không? Ơ vẫn đi. J'aime. Ok. Tiếp tục này, đọc giống như thế. J'aime. Elle aime. Vậy là cái này của chúng ta nó được ngắt ra thành là chữ gì? Chữ E và chữ M thôi. Em. Và đặt thì nó thành J'aime. Đó, chữ M nó được đọc lên thôi đúng không ạ? Mình học chia động từ nhóm 1 từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ trong sách nó mới có đây này. Tiếp này, động từ này ạ, thì sẽ khó đọc hơn một chút. Préférer. Voilà. Je préfère. Tu préfères. Không phải là tu nha, không phải là tu mà là tu. Tu là thành mở miệng rồi, kéo miệng rồi, mình chỉ tu thôi, tròn môi thôi. Tu préfères. Voilà. Il préfère. Voilà. Elle préfère. Ok. Tiếp này. Nous préférons. Đúng rồi, chính xác. Mình nhớ cho cô nó là pré, voilà. Nous préférons. Voilà. Vous préférez. Voilà. Vous préférez.
préfère. Voilà, il préfère. Il préfère. Elle préfère. Elle préfère. Voilà, nhớ nhá, nó là pré, pré, thích cái gì đó hơn. Thích cái gì đó hơn cái khác. Voilà, je préfère. Ngoài ra, ví dụ chứ nếu như mà chúng ta đặt cả một câu ấy, như là tôi thích cà phê hơn là trà chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ thêm giới từ A vào. Ví dụ như là j'aime le café au thé. Voilà. Bởi vì nó có A cộng với le thì sẽ thành là o. Voilà. Đây là không biết cái từ đó cho các bạn. Tôi thích cái gì hơn cái gì? Je préfère le café au thé. Thé là trà. Chi đấy. Voilà. A với le thì bằng o đúng không ạ? Tôi thích cà phê hơn là trà. Về từ vựng trong bài này, vậy bây giờ các bạn sẽ đọc cùng với cô thôi. Những cái từ này cô dịch hết rồi đúng không ạ? Le sport. Le sport. Sport. Le sport. Gọi là le sport. Le sport. Rồi, và mình biết là chữ gì với chữ gì sẽ bị mất đi, không đọc lên nhỉ, trong cái từ này. Chữ K, chữ N, chữ T. T và chữ S là không đọc lên. T và S còn đọc lên, bởi vì cái chữ R có đọc chứ, bởi mình đọc là gì? Le sport. Le sport. Đó chính là âm G đấy. Gọi là le sport. Ok, tiếp nào. Le basket. Le basket. Le basket. Le basket. Basket. Vậy là nếu mình vứt đi cái chữ S đó thì chắc chắn đi thi mình sẽ không viết nó đâu. Mình sẽ vứt chữ S đi đấy. Basket. Chắc là nó còn cái chữ S. Voilà, tiếp này. Le cyclisme. Le cyclisme. Ok, có một cái chú ý cho cô ạ. Trong tiếng Pháp, những cái từ kết thúc bằng đuôi isme, nó đều là giống đực. Nhớ nhá, đuôi isme. Gọi là le cyclisme. Le cyclisme. Voilà, l'équitation. 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 Đánh giá. La formule 1. La formule 1. Formule. Mule. 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 La formule 1. La formule 1. Formule 1. Nó là mule. Mule. Cho nên mình đọc nhanh nó sẽ thành là mule. Mule. Il ou une. Voilà. La formule 1. Mule. La formule. La formule. Voilà. Le tennis. Le tennis. Le tennis. Le tennis. Le tennis. Courir. Courir. Le courir. Courir. Voilà. Mình nhớ cái này nó được tách là gì? Chữ U thôi. Ô với U đọc là U đúng không? Cu này. Sau đó là cu và G, I, G thôi. Cu, I, G đấy. Cu, I, G đấy. Đọc là courir. Courir. Voilà. Courir. Voilà. Tiếp tục này. Chúng ta nói về sở thích. Les loisirs. Les loisirs. Les loisirs. Les loisirs. D'accord. Le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. D'accord. L'opéra. L'opéra. D'accord. Giống sắc mình đọc là E đúng không? L'opéra. 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 Le théâtre. Le théâtre. Le théâtre. Le théâtre. D'accord. Mình đọc là T, T, không đọc là T. Bởi vì chữ H trong tiếng Pháp không bao giờ đọc lên. Mình đọc là T thôi. T-E-T thôi. T-A-T-R. T-A-T-R. Gọi là le T-A-T-R. Le T-A-T-R. Danser. Danser. Dong, dong, dong. Ong, ong. Danser. Danser. D'accord. Lire les magazines. Lire les magazines. D'accord. Lire les magazines. Lire les magazines. D'accord. Regardez la télé.
Regarder la télé. D'accord, ok. Về phần ngữ âm ở trong bài này thì là gì? Wait. Khi chúng ta kết hợp các cái phụ nguyên âm với nhau, gọi là một nguyên âm, hai nguyên âm, ba nguyên âm thành một âm. Ví dụ, đây ạ, cái này chúng ta cũng được học rồi đúng không? Cái chữ này mình đọc là chữ gì? Đúng không ạ? Đây là một nguyên âm đây, cái chữ này mình cũng đọc là ô, hai nguyên âm này mình cũng đọc là ô, mà cái này mình cũng đọc là ô, gọi là no o nuvo mới. Chữ này mình đọc là gì? Phiên âm như này mình đọc là gì? U đúng không ạ? Đó, các bạn biết phiên âm là các bạn mở từ điển các bạn sẽ biết cách đọc luôn á. Vậy u đây mình có nu nuvo ấy. Chữ này mình đọc là gì? E, thế thì cái chữ này mình đọc như thế nào? Bé, gọi là em bé đó. Tele, mẹ. Cái chữ này nó viết ok, cái chữ này nó viết không được chính xác lắm, không được chính xác lắm ạ. Ôi, hai cái, ba cái chữ này á là chữ e, là chữ e. Cô cho các bạn nhìn ở trên bảng phiên âm ạ. À, nói ở đây thì rất là khó vì cô không biết đánh cái phiên âm ở trên. Còn cái chữ đằng trước, chữ đầu tiên nó sẽ đọc phiên âm là e. À, đó, các bạn nhìn thấy chưa? Cái chữ như thế này này. Đây, đây, đây. A tạo. Gọi là cái chữ viết như chữ ơ của mình thì các bạn sẽ đọc là chữ E. Đó, đây này. Cái chữ này này thì các bạn sẽ đọc là chữ E. Đó. Nhưng mà cái chữ mà ơ có dấu huyền này, chữ A, chữ Y, đó, chữ A, chữ Y và chữ E có chữ ơ có giống mũ như kiểu chữ E của mình đó thì nó sẽ được phiên âm như thế này. Các bạn có thể sửa lại trong sách cho cô. Sách này có vẻ viết sai hơi nhiều. Đó, các bạn viết lại cái phiên âm đó thì nó sẽ ra những chữ vừa sau. Được chưa ạ? Sửa lại đi nhá. Đó. Thế thì ở đây chúng ta có BB này, nó là theo cái âm này rồi, đúng không ạ? Tele gọi là mer thì là theo cái âm móc móc như vậy. Z và G. Thế còn chữ này đọc là gì? Ừ. Cái này nó cũng lại viết sai tiếp. Đúng không? Nó lại viết sai tiếp cho chúng ta. Bởi vì âm này của chúng ta, đây là ba cách đọc của âm ơ như cô đã từng nói đúng không ạ? Đây. À đọc. Cái chữ như bình thường chúng ta hay đọc chữ ơ ấy ạ, nó chính là được viết như thế này. Rồi rồi, cô mở cái này, mở ảnh cho nó dễ. Đây đúng không ạ? Đây, gọi là các bạn nhìn rõ không ạ? Để cô tải cái hình này về cho các bạn. Không tải được. Đi tập. Ừ, đây các bạn cố gắng nhìn hộ cho cô này. Cô không tải được. Đây nhá, cái ơ bình thường, ví dụ như mình có rơ đấy, rơ mơ đấy, các thứ đấy, các thứ đấy, các thứ đấy, thì nó sẽ được viết như kiểu cái chữ ơ viết ngược như thế này. Gọi là
Còn cái chữ mà như kiểu số 2 mà mình hay nói đấy, nó sẽ phải viết bằng chữ O tròn và gạch chéo như thế này. Đơ đấy, gọi là ơ gơ đơ, gọi là. Và cái chữ mà trong sách người ta viết cho các bạn ấy, chữ O với chữ ơ dính lưng vào nhau ấy, khi đó mình sẽ đọc cái chữ đó là chữ ờ, ờ. Đó, đây là có 3 cách đọc, gọi là 3 âm khác nhau, 3 âm khác nhau luôn. Gọi 3 cách đọc, 3 âm khác nhau luôn. Mình có ơ, ơ, ờ, gọi là ơ, 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 ờ, gọi là. Được chưa ạ? Đó, thế cho nên là bây giờ mình quay trở lại với sách của mình. Thì các bạn sẽ có chữ này mình đọc là chữ gì? R, 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 ơ, ơ, ơ. Đó là chữ này, đúng không ạ? Chữ này. Trong tờ. Trong tờ. Trong tờ. Ở về mình có ơ, ư, gọi là ơ, ư, r. Và này, nó đều được đọc là ơ, ơ. Còn nếu như mà ơ, ư, x, khi đó mình mới đọc là song tờ. Song tờ tức là cái chữ O tròn và gạch chéo, như là trong phiên âm. Gọi là. Còn chữ này mình, hai cái này mình đọc đôi giống nhau, đều là ơ, ơ. Chanteur. Và chữ này là mình đọc là gì? Sœur. Ok. Sœur. Voilà. Bây giờ chúng ta điểm danh ạ. Cái này là luyện nói thôi, đúng không ạ? Bạn thích cái gì với... Tôi thích cái này, bạn thích cái kia. Bò. À, tỏ. Cô điểm danh ạ. À. Điểm đây đây. Bon, chúng ta chữa bài tập về nhà. Ở Pháp là người ta tránh không hỏi tổ phụ nữ đâu. Échanger sur les roues. Ouais, chúng ta sẽ nói với nhau, échanger, trao đổi với nhau về cái gì đó. Nhớ cái từ trước nhé, về vấn đề gì đó. Trước lên vụ, ouais. Về sở thích. Lisez, đọc, et complétez, và điền avec les sports et les loisirs. Voilà. Parlez de vos loisirs. Tất nhiên ạ, nếu như mà cô dạy sinh viên thì cô sẽ yêu cầu các em ấy đọc. Và cô sẽ chữa cho các em mới đọc. Bây giờ cô nhớ lớp mình có một bạn học khá là tốt. Cô đọc gọi thử cho nhá. Cho nó khác một tí nào. Hiếu. Hiếu tai mũi họng nào. Hồng Hiếu. Hồng Hiếu. Có một số người điểm danh xong lại đi luôn à, ra luôn à? Vắng đúng không ạ? Bỏ học giữa trường này. Vâng, bây giờ cô gọi bạn khác ạ. Ok. Việt Trung. Thần Kinh, đọc cô nghe thử xem nào. Em ạ. Ừ, đọc đi em. Ờ, mơ ăn mi ạ. Mezami, ok. Cô đọc gọi những cái bạn có vẻ chăm chăm đấy ạ. Okay. Mezami gì? Mezami nơ. Nơ măng. Nơ măng. Măng khi trong từ, còn động từ mình chỉ đọc nó là mờ thôi. Nem mờ ba. Rồi, ok, từ từ chung. Từ từ, cô gọi bạn khác. Bạn Nguyễn Nga nào, Nguyễn Thị Nga. Sẵn cũng qua đó, đọc cô nghe thử xem nào. Mấy chữ cũng được. Em cô đọc thế nào ạ? Okay. Em đọc cái đoạn văn này cho cô. Dạ, em với cô là Mê Ami. Mê Ami. Từ đọc khó quá. Nam Em. Nem mờ. Nem mờ. Bác gì? Ba. Ba co gì đấy. Cao gì đấy. Không biết. Đó. Khu gì? Nghe cô nói này. Uầy, ở đây có một số bạn này. Uầy, cô nghe không nhiều. Uầy, nhưng mà chỉ có khoảng 4-5 giọng gì đó là rất hay phát biểu và làm bài. Nhưng mà cô không kịp nhìn tên của các bạn.
Đó. Thì các em phải cố gắng cho cô một chút. Bởi vì cái phần thi nói của chúng ta, bạn các em hỏi những cái người thi khóa trước thì các em biết rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ, tức là như phổ biến thì là các em sẽ phải dựa vào một cái document, cái document cho trước, và các em sẽ phải nói về cái chủ đề đó, như phổ biến sẽ là như thế. Nhưng thực tế là như thế nào? Cái phần mà các em phải nói đó là cái phần cô đã cho các em vào trong cái bài khóa mà các em phải đọc. Các em gần như sẽ tìm ở trong cái bài khóa đó có cái chỗ nào trong cái phần giáo viên hỏi để các em đọc lại đúng cái đoạn đó thôi. Tức là các em phải biết đọc. Các em phải biết đọc. Và khi cô dạy các bạn đọc ở trên lớp, nếu các bạn, các em không muốn làm phiền các bạn khác, các em có thể tắt tiếng của mình đi, các em đọc theo cô, hoặc về nhà các em phải đọc lại cái mà cô nói. Không đọc thì là trượt, không đọc được thì là trượt, bởi vì chúng ta có 5 điểm là cái phần hỏi giới thiệu bản thân, còn 5 điểm là chính là cái phần đọc, mà chúng ta không đọc được là chúng ta trượt, trượt nói. Đó là nào, cô đọc lại, đọc chậm cho các bạn nghe ạ. Parlez de vos loisirs, des loisirs de vos amis et de votre famille. Voilà. Lily, 36 ans. Mes amis n'aiment pas courir. Ils ne sont pas sportifs. Ils adorent la fête, danser, les karaokés. Ils aiment aussi regarder des films. Mon frère aime le foot, mais il préfère le tennis. C'est son sport préféré. Lui, il n'aime pas lire. Il aime bien aller au restaurant le week-end. Quel est mon loisir préféré? Le cinéma, le cinéma, le cinéma. J'adore voir des films français, des films américains, l'opéra, je n'aime pas. C'est long, vaiwa, j'aime bien le théâtre, tout ça. Voilà. Bây giờ chúng ta sẽ điền cho cô như thế nào đây? Về moi, cái mà tôi không thích đó là gì? Nhập cho cô trong đoạn trên. Courier. Courier. Ok. Rồi, xác. Cái đầu tiên các bạn sẽ viết cho cô chữ courier. Voilà. Là nên bạc của vía. À đâu, đây là courier là bạn tôi chứ. À, đó là bạn tôi. Mình sẽ điền vào đây, bạn tôi đó là cô kia. Tôi cơ mà. Tôi cơ mà. Lopega, chính xác. Rồi, ok. Thế còn tôi thích cái gì? Tôi thích cinema. Cinema tôi rất thích. Rất thích là phải là cái chỗ này cơ. Restaurant. Thích gì? Restaurant. Nhà hàng. Đi nhà hàng vào cuối tuần. Cinema. 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 Xem phim. Đâu đâu. Phim à tệ. No. Đây này, chỗ này là chỗ của tôi này. Đây là chỗ của tôi này. Tôi đây, tôi đây, tôi đây này. Phim cho cô xem. Thích cái gì? Còn đây là tôi rất thích. Tôi thích cái gì? Theater. Theater, chính xác. Thế còn tôi rất thích cái gì? Cinema. Rồi gì nữa? Voir des films. Đúng rồi, voir des films, xem phim đúng không ạ? Và cụ thể nó là những cái loại phim gì? Des films. Français. Rồi, đó, đấy, đấy. Đấy. Là hai cái dạng đấy, chính xác, chính xác. Các bạn đọc nó khác hẳn. Des films français, rồi gì nữa? Tiếp nào. Bây giờ những người bạn của tôi thì nó không thích chạy rồi. Đây chỗ này là những người bạn của tôi đây. Nó thích cái gì?
Nó thích đi ra cái gì? Tiếp nào. Rất thích cái gì? La fête, la fête. Ok, la fête. Danser. Danser. Gì nữa? Karaoke. Karaoke. Lê và Lê karaoke. Lê karaoke. Tiếp theo. Anh trai tôi thích cái gì? Lê không thích đọc sách. Gì nữa? Thích cái gì? Tennis. Tennis là rất thích chứ. Le foot. Đúng rồi. Gì nữa? Sport. Restaurant. Allez. Restaurant. Đúng rồi. Restaurant. Ok. Đôi khi các bạn thanh niên nó chỉ nói là restaurant thôi. Các viết như này này. Đấy là cách nói tắt gesto, còn ký túc xá nhà ăn của đại học thì có gọi là gesto. Đấy là cách nói tắt của bọn thanh niên. Nào, rất thích cái gì nhỉ? Mê tennis. Rồi, Nguyễn Văn Thùy này, bạn này tốt này, Huế Trang, về cô cứ bảo nhìn tên của các bạn từ nãy giờ đấy ạ. Mê tennis, không tập trung mấy. Nguyễn Văn Thùy là chuyên ngành gì nhà em nhỉ? Thùy ơi. Thưa em ở chuyên ngành tâm thần ạ. Tâm thần. Tích vào đây khi nào cô còn gọi. Trang cô vừa nói là chuyên ngành gì nhỉ? Trang ơi. Chuyên ngành tâm thần cô ạ. À lại cũng tâm thần à? À tốt, hai người cạnh tên nhau luôn. Écoutez et cochez la bonne réponse. Oui. Lắng nghe và tích vào câu trả lời đúng. Ai nói? Anh père et son fils. Ai với ai đấy? Bố và gì? Bố và gì? Con trai. Anh père et sa fille. Bố và? Gái. Con gái, chính xác. Anh frère et sa sœur. Chị gái. Chính xác. Em gái hoặc chị gái. Anh em trai. Em trai với chị gái hoặc anh trai với em gái. Đúng không ạ? Ok. In park là họ nói về cái gì? Des amis de Marta. Nói về cái gì đó? Họ thích. Người bạn. Em của Marta. Chắc bạn của Marta. De gu de Marta. Sở thích của Marta. Sở thích. De la famille de Marta. Gia đình Marta. Gia đình. Ôi, Phượng là ở chuyên ngành nào đấy nhỉ em nhỉ? Em ở sản phụ khoa chị Phượng. Nhưng mà em không biết không, gì cô đâu. Cô thấy Phượng cũng hay nói đấy ạ. Ôi, á tao để cô tích tạm vào thôi. Không vấn đề gì đâu. Ôi. Không làm gì đâu. Trần Thị Trang ở chuyên ngành nào đấy? Em ở truyền nhiễm ạ. Truyền nhiễm, ok. Vậy ông những người này chắc chắn thi của gia điểm sẽ rất cao đấy. Vậy câu này sau đi, mình sẽ nghe cái đoạn trên này trước nhá, xem ai nói với ai và họ nói về cái gì và gì. Leçon 10. Échanger sur ses goûts. Activité 2A. Martha ? Oui, papa. Il est 11h. Ta mère et ta sœur sont au parc. Tu aimes courir, non ?
Non, papa. Oh, ok. Thế ai nói với ai đấy? Bố và con gái. Chính xác. Gọi là các bạn tích nói cho cô ạ. Bố và con gái. Đây, tích vào đây. Ok. Để chúng ta nghe tiếp cho cô xem họ nói về cái gì. Nghe lại một chút. Échanger sur ses goûts. Activité 2A. Martha? Oui, papa. Il est 11h. Ta mère et ta sœur sont au parc. Tu aimes courir, non? Non, papa. Je n'aime pas le sport. Tu préfères un bon film? Est-ce que tu aimes aller au cinéma? Papa, non. Je n'aime pas le ciné. Bon. Tu n'aimes pas le sport. Tu n'aimes pas le ciné. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime bien écouter la musique sur mon téléphone, regarder des vidéos et... Oui, j'adore parler avec mes amis sur Facebook. Ah, les amis Facebook. Moi, je n'aime pas Facebook. Voilà. Chính xác. Good Martha. Bây giờ chúng ta quan sát những cái hình ảnh này và chúng ta sẽ nói xem đây là những hoạt động gì. Sơ sơ thôi, có thể nó sẽ không dùng đúng như cái từ của trong bài người ta nói. Và lát nữa chúng ta sẽ nghe và khoanh tròn vào cái mà nó thích, khoanh tròn vào cái số mà nó thích và gạch vào cái gạch vào khoanh tròn vào bức tranh mà nó thích và gạch ngang vào cái bức tranh mà có cái hình ảnh hoạt động mà nó không thích. Chúng ta sẽ đi với cái đầu tiên là về cái gì đấy? Cinema. Ok, cái này nó có thể là aller au cinéma, voilà, regarder un film, c'est pas grave, voir un film au cinéma. Từ động từ regarder, nó còn có tồn tại với động từ khác nữa, động từ voir. Ở nhà chúng ta thì chúng ta sẽ gọi là regarder des films à la télévision. Nhưng khi chúng ta đến dạp thì mình lại phải nói là voir des films. Nó khác nhau ở chỗ nào các bạn? Có ai biết không? Tại sao ở nhà mình dùng cơ gấp đêm mà đến dạp mình dùng là qua? Đi đến à, không liên quan đến sự đi cả. Trực tiếp gián tiếp cũng có ý đúng. Trực tiếp gián tiếp là như thế nào em? Cái này nó giống như kiểu cái từ watch và cái từ see của tiếng Anh ấy. Xem, tức là ở nhà thì chưa xem, đến đấy thì là xem rồi hả? Là đang diễn ra. Ở nhà là các em sẽ xem một cách chủ động. GGD. Động từ GGD tức là mình chủ động mình làm một cái gì đó. Mình xem một cái gì đó, mình nhìn một cái gì đó, mình chủ động mình nhìn. Ví dụ như mình xem phim, ok. Mình nhìn mình ở trong gương, ok. Mình nhìn một ai đó, đấy là mình chủ động mình tìm người ta để mình nhìn. Mình có thể điều khiển các kênh của mình có thể chuyển được kênh nọ kênh kia, mình có thể chỉnh tiếng giảm tiếng. Gọi là đấy là mình thường gặp đề. Nhưng khi mình đến dạp mình lại xem một cách bị động. Mình lại xem một cách bị động. Tức là tự nhiên mà mình đến dạp mình xem mình không thể nào bảo bác ơi bác cho nhỏ tiếng đi cho nó biết tai quá không có. Hay là bác ơi bác cho bác cho hình nó rõ lên là bác pose hình chỗ này cho cháu xem chỗ này hay quá cháu xem chưa kịp xem hoặc cháu đang vừa cú xuống điện thoại. Không bao giờ mình làm cái điều đấy ở dạp. Mình xem một cách bị động. Gọi là mình không được chỉnh cái gì, mình không được điều khiển. Cũng giống như kiểu là mình đang đi trên đường rồi tự nhiên là ai đó đập vào mắt mình. Mình gặp một đứa bạn nào đó. Chứ mình không chủ động đi tìm nó. Thì khi đó mình sẽ dùng cái từ voir. À hôm qua tao gặp A thằng B. Mình cũng không chủ định đi học gặp cái thằng đó. Mà mình chỉ nhìn thấy nó thôi. Gọi là mình bị động. Đó. Thế còn cái số 2 là cái hoạt động gì? Số 2 là hoạt động gì? Telephone, gọi điện. Có thể là gọi điện, nhưng mà nó đeo cái tai này, thông thường người ta đeo tai này là để làm gì em? Nghe nhạc. Nghe nhạc, chúng ta có động từ gì? Nghe. Nghe nhạc, chúng ta có động từ gì? Écoute. Écoute gì? La musique, chính xác, cấu trúc này cô dạy rồi. Écoute de la musique, các bạn có thể sẽ thêm cái đó vào bài của mình không ạ? Còn cái này là gì? Đang làm gì đấy?
có thể đang live stream đúng không, có thể đang thả like này, gọi là có thể là đang chia sẻ một cái gì đó, gọi là nó có thể là shoot Facebook, lướt Facebook đúng không ạ, hoặc là chat tê shoot Facebook, ba vác đê nói chuyện tán gẫu trên Facebook. Số 4 là gì? Cua gì? Cua kia. Số 5 là gì? Video. Ừ, nó là cái hoạt động cho các bạn thì nó là cái gì? Cái này nó giống như một cái video đúng không? Ôi, nó là video em ạ. Đây này. Nó có dấu sắc trên đầu. Cho nên mình sẽ đọc là video. Nha. Video. Ôi, mình đọc video nó phải giả. Video. Ôi. Đây sẽ là gương các đế. Đề video hoặc là in video ấy, trước cái gì, cái này nó gọi là cái gì, YouTube, có thể là trên YouTube, nhưng cái đó công cụ anh ta dùng để xem nó là cái gì, cái công cụ anh ta dùng để xem là gì, cái này, cái này mình học rồi mà, mày tính quên đấy, mini ordinator đây này. Mini ordinator. Hoặc chúng ta có thể mượn luôn cái từ của tiếng Anh, nó là từ laptop. Hoặc là ordinator portable, sách tay. À, cái thứ 6 là làm gì? Business. Chính xác, tốt quá. Ai vừa nói business đấy ạ? Bạn Nam nào vừa nói đó? Em ạ. Hiếu, hôm nay đi đâu đúng không? Em đi uống nước ạ. Đúng, cô gọi đọc đấy. Cô có thể điểm danh bất chợt lại lúc nào, mà nếu mà chúng ta vắng mặt thì cô vẫn tính là chúng ta vắng đấy nhá. Trời ơi. Vậy là xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nghe xem có thể trong bài nó dùng cụm từ như chúng ta, nhưng có thể nó sẽ dùng cụm từ khác. Và chúng ta nghe xem là nó thích hay nó không thích. Leçon 10. Échanger sur ses goûts. Activité 2A. Martha? Oui, papa? Il est 11h. Ta mère et ta sœur sont au parc. Ok. Chị gái mày với mẹ mày đang ở công viên á. Tu aimes courir? Ông ấy đề xuất với nó cái gì? Chạy bộ. Đi chạy không? Chị em courir. Mày có thích chạy bộ không? Non? Non, papa. Je n'aime pas le sport. Ok, vậy con này có thích chạy không? Không, vậy mình sẽ gạch vào đây cho cô. Gạch xiên một phát. Tiếp tục. Tu préfères un bon film? Est-ce que tu aimes aller au cinéma? Papa, non. Nào, có thích aller au cinéma không? Không ạ. Không, papa, non. Ok, gạch tiếp vào đây cho cô. Tiếp tục. Papa, non. Je n'aime pas le ciné. Bon. Tu n'aimes pas le sport. Tu n'aimes pas le ciné. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime bien écouter la musique sur mon téléphone. Si. Écouter la musique sur mon téléphone. Cái nào không ấy? Số 2. Nhưng các bạn sẽ chú ý hộ cho cô cái cấu trúc này. Lúc nãy các bạn có nói écouter de la musique. Nhưng ở đây cô ta có một cái bổ ngữ và nó xác định rằng cái nhạc đó nó là cái nhạc ở đâu. Cái nhạc đó là cái nhạc ở điện thoại của con, cho nên sẽ là écouter la musique chứ không phải là de la nữa. Nó đã cụ thể nó là một cái loại nhạc nào đó rồi. Cái nhạc đó là cái nhạc trên cái điện thoại của con. C'est la musique sur mon téléphone. Regardez des vidéos. Now, so my
số 5. Năm. Năm. Regarder de video. Có rất nhiều cụm từ mà các bạn có thể mượn được để các bạn. Ở cuốn sách của chúng ta thì có phần transcription của những cái bài nói này đúng không ạ? Các bạn có thể mượn được để các bạn tự viết thành một cái bài giới thiệu của mình. Viết dần đi, mấy nữa không nhớ gì đâu mà viết. Rồi, học xong chuyên ngành là quên hết cái này đấy. Regarder des vidéos et oui, j'adore parler avec mes amis sur Facebook. Nào, j'adore parler avec mes amis sur Facebook. Con rất thích nói chuyện với bạn bè ở trên Facebook. Hình số 3. Hình số 3. Hình số 3 hộ cho cô. Amis sur Facebook. Ah, les amis Facebook. Moi, je n'aime pas Facebook. Ok. Như vậy thì có cái hành động nấu ăn không? Không. Không, thế thôi bỏ qua. Vậy, mình cũng chẳng thích, chẳng làm gì hết. Vì nó không có, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cho cô bài bên cạnh. List for. Nhìn vào đây xem nó là cái nào thôi. Rất đơn giản đúng không ạ? Passé avec le nouveau jeu. Foot. Foot chạy bộ. Foot du nouveau. Ba. 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 Đúng rồi, cái giày đó. Cyclisme. Một. Một. À, d'accord. Tennis. Bốn. Quatre. Equitation. Năm. Năm mắt? No, no. Đây là cái thôi mà. Sáu ạ. Sáu. Thông thường chúng ta thấy cái bọn cưỡi ngựa nó hay đội cái mũ này, ngã đỡ bị đau đầu đúng không ạ? Cái cậy này này. Để có gì nó còn quật vào đít con ngựa. Quấy. Số sáu. Natation. Năm. Số năm. Đây mới là bơi này. Formula. Số bảy. D'accord, set. Tiếp tục. Écoutez et complétez. Hãy lắng nghe và hãy điền vào. Vâng, 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 nghe nào. Activité 4. Exemple. Le samedi, j'adore danser avec mes amis. Ok, vào thứ bảy tôi gì? Vào tất cả các ngày thứ bảy tôi làm sao? J'adore danser avec mes amis. Nhảy với những bạn. Đúng rồi, tôi rất thích đi nhảy với lại bạn của tôi, đúng không ạ? Câu A, coi là A. A. Les enfants regardent la télé. Chúng ta điền chữ gì vào đây? Télé. Télé. Này nó không đánh được dấu. B. Par de la télé. B. Ses loisirs préférés sont le cinéma et le foot. Le cinéma. Voilà. Cinéma. En C. C. Elle aime aller à l'opéra. 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 Vous allez au théâtre vendredi soir? Théâtre. Vas-y. Théâtre. Théâtre. Vendredi soir? Nous aimons lire des magazines. D'accord. F. Elles aiment les beaux musées. Từ này chúng ta được học rồi đúng không ạ? Musée là gì? Đẹp. Bảo tàng. Musée là gì? Bảo tàng. Voilà. Beau thì mới là đẹp. Ouais. Musée. Ouais. Bảo tàng là được đúng không? Les verbes en ER au présent. Bây giờ chúng ta là chia động từ đúng không ạ? Chúng ta sẽ có nous. David Tông. Rồi, nous David Tông.
kết hợp chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. S for M10 and Encador, voilà. Chú M In Encador. Vú Habite. D'accord. Vú Oui, ma femme et moi, nous allons. Thêm nơ pa vào cho cô. Mình sẽ nghe cho cô xem câu nào ở đây là câu phủ định. Nó là négation hay là như thế nào? Nào, chúng ta nghe. Activité 6. Exemple. Tu ne parles pas français? Ví dụ đúng không ạ? Đó là câu phủ định. Câu đấy đọc là gì nhỉ? Nhắc lại được không? Exemple. Tu ne parles pas français? Nhắc lại câu đó được không? Tu ne parles pas français. Bạn không nói tiếng Pháp à? Câu phủ định. Parle pas français? Ah, mon frère habite à Paris. Câu này là câu khẳng định, câu phủ định. Affirmation và négation. Đây, ok, như vậy là không tích vào đó đúng không ạ? Chúng ta có affirmation và câu khẳng định. Affirmation. Ok, affirmation. Paris. B. Amir préfère le basket. Now, affirmation et négation. C'est je ne regarde pas la télé. Affirmation ou négation? Négation. Mais c'était pas. Voilà. Et donc. D. Nos filles parlent anglais. Affirmation ou négation? Négation. Ok. À, từ nghe lại. D. Nos filles parlent anglais. Nhầm. Nào, affirmation ou négation? Négation. Nghe lại câu nhắc lại câu đó đã. D. Nos filles parlent anglais. Những cô gái này nó nói hoặc là những con gái của tôi đúng không ạ? Nó nói tiếng Anh, như vậy là khẳng định hay phủ định? Khẳng định chứ. Như vậy không tính đúng không ạ? Affirmation. Tiếp tục. Vous n'êtes pas français? Vous n'êtes pas français. Négation. Ai là négation. D'accord. F. Claire et Pascal n'aiment pas l'opéra. Négation. G. Nous avons trois enfants. Affirmation. H. Je ne m'appelle pas Gonzalo. Négation. C'est ça, ok. Tes amis sont sportifs? Mình sẽ trả lời những câu hỏi sau bằng hình thức phủ định. Voilà. Câu A. Tes amis sont sportifs? No, ils ne sont pas sportifs. Câu A, chúng ta trả lời cho cô nào. Ton grand frère aime l'opéra? Non, il n'aime pas l'opéra. Okay, il n'aime pas l'opéra.
Sa copine parle le français, non? En? Ne parle le français. Ne parle le français. Elle est son professeur, non? In? Ne son pas. Vous habitez à Paris, non? Je habite. Non, j'habite. Vos cheveux ont le, ah, vos enfants, pardon, vos enfants ont le cheveu long, non? Non pas. Non. Non. Voilà. Quand vous regardez la télé, non, nous ne regardons pas le téléphone, le télé. Télévision, voilà. Ouais. Interrogation, comment vous pouvez, est-ce que intonation et interaction, comme c'était, voilà. Oh, qui est-ce sur la photo? C'est mon ami Reza, il est iranien, de Iran. Tiếp câu hỏi gì? Từ gì cho vào đây được? Để cho mới câu hỏi có, anh ấy nói tiếng Pháp. Câu gì là câu trả lời có hoặc không? Tôi để hỏi nào. Esker. Ok, có hay không? Vậy. Eski. Elui. Cái gì đó nó trả lời là đó là Pre Darius. Seki. Ok, c'est qui? Ai đấy? Hoặc là mình có thể nói qui est? Qui est? Tiếp tục. Anh ấy thích chơi cái gì? Qu'est-ce que c'est? Thích. Qu'est-ce que thôi. Ôi, xe là cái gì đây rồi? Qu'est-ce que. Mình sẽ lược âm đi. Anh em là football. Tiếp tục. Câu gì vào đây? Không, có hay không? Đúng rồi, Esker. Tiếp theo. Écrivez les questions. Với Esker. Nào, tu as la nationalité française. Nào, với Esker, mình sẽ chuyển như thế nào? Cho cô đi. Chuyển như thế nào? Cho nhỏ chữ một tí cho dễ. Nào, viết gì đấy? Với Esker, những cái này thành câu hỏi thôi. Esker, tu as la nationalité française. Esker, tu as la nationalité française. Tiếp tục. Câu hỏi ai tôn nation nào? Vous regardez la formule à la télé. Đúng rồi, chính xác. Vô gơ gạc thì chia như bình thường thôi. Mạnh cho nó với là phóng đi. Vô viết tắt. Vậy, chờ. Còn bên này. Est-ce que vous? Vậy, nguyên câu đó đúng không ạ? Voilà, la télé, la phóng. Học mình à là tỷ lệ vậy. Câu dưới này thì sao? Chú hả bị. Yeah, bít tê. Qua la hẹp bít tê. Rồi. Còn bên này. Dạ bít tê. A bít tê thôi. Wait, a bít tê. Không có cái gì nối để mình ra cả. Tê rồi bảo là. Dạ bít tê thì được. Mình có mình nối chữ S ra. Còn đây là chỉ có chữ A bắt đầu thôi. A bít tê. A bít tê. Câu dưới. Le sport. Vous êtes
À. Câu này sao? Câu này nó viết bị sai. Nó chỉ là dấu gì thôi. Chấm thôi, gạch cái này đi đúng không? Mình đâu, cái câu này của câu là câu chúng ta thôi đúng không ạ? Câu có ngữ điệu thôi. Vous êtes méchant. Ouais. Vous êtes méchant. Ta mình. Nào, thế còn câu hỏi sẽ phải là gì? Câu hỏi sẽ phải là gì đấy? Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Ça, est-ce que... À, bên này Metan. Chính xác. Tiếp tục, bên này mình cũng chữa câu đúng không? Mình cũng chữa than. Câu hỏi sẽ là Esco. Rồi, Esco. En Scan. Đúng không? Rồi, câu hỏi bên này. Đúng rồi, phải phải. Đúng rồi, câu gì? Câu dưới. Gì? Đúng rồi, wish. Ok. Wish, câu hỏi. Écrivez les phrases. Hãy lắng nghe và hãy viết lại những câu. Đây là phần chính tả mà. Đúng không ạ? Hôm qua chúng ta cũng nghe, ta đọc cho cô đấy ạ. Activité 10. Dictée. A. Je n'aime pas le sport. Ok, nhắc lại cho cô. Je n'aime pas le sport. Chính xác. Đánh cái từ đó vào. Voilà. Je n'aime pas le sport. Nghe tiếp, câu tiếp theo. Je n'aime pas le sport. B. Nous préférons lire des magazines. Les magazines. Nous préférons lire des magazines. C. Est-ce qu'ils aiment le foot? C. Est-ce qu'ils aiment le foot? Est-ce qu'ils aiment le foot? Tiếp theo. D. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Préfères-tu regarder la télé? Voilà. Préfères-tu regarder la télé? Voilà. À, bây giờ chúng ta sẽ numéroter cái dialogue như thế này cho cô xem câu nào là câu số 1, câu nào là câu số 2, câu nào là câu số 3, đúng không ạ? Mình có câu 1,
Est-ce à và ví dụ ở đây est-ce que tu aimes le sport? Bạn có thích thể thao không? Moi aussi, j'aime le basket, je n'aime pas le foot. Et toi? Mon sport préféré c'est le basket. Ah, moi aussi j'adore. Qu'est-ce que tu aimes? Ah oui, j'adore le sport. Moi non plus, je préfère regarder à la télé. Bạn nghe xem. Bạn nói như thế nào thứ tự? À, hình như không phải nghe này. Đây là tự nuôi miếng có tê rồi. Nào, theo các bạn. Câu 1. Est-ce que tu aimes le sport? Sẽ là câu nào trả lời đây? Oui. Thể thao không? J'adore. Ok, oui, j'adore le sport. Câu số 2. Một câu hỏi nữa. Mon sport préféré, c'est le basket. Mon sport préféré. Không, bây giờ phải làm một câu hỏi chứ. Đây chúng ta nhìn thấy có hai câu hỏi và hai câu trả lời mà vậy thì phải làm một câu hỏi tiếp theo. Moi aussi j'adore. Ok, moi aussi. Moi aussi. Đây là câu nào? Moi aussi nào? Câu moi aussi nào? Ok, tôi rất thích, chính xác, tôi cũng rất thích. Thế bạn thích cái môn nào đây? Qu'est-ce que tu aimes? Đứa kia nó trả lời. Đúng rồi, chính xác, mon sport préféré. Câu hỏi tiếp theo. Ok, tôi cũng thích cái đó. Nhưng mà tôi không thích food. Thế còn bạn? Cái này mới là nghe đây. Nghe và tích xem. Xem là thích hay là không thích hay là rất thích. Và là nghe ạ. Bài cuối cùng. Activité 12. Anh nhớ còn một bài nữa. J'adore l'opéra. Ok. Câu này là gì? J'adore l'opéra. Như vậy ở đây thích nào? Ở chỗ này đây. Đúng không ạ? Rất thích. C'est beau. Rất là đẹp. J'aime bien le théâtre aussi. Nào. Cái gì? Với théâtre nó dùng cái gì? Théâtre aussi. Bien le thé. J'aime bien le théâtre aussi. Nào, tích vào đâu? J'aime bien. Ok, tích vào đây. Tiếp tục. Thật ra là nó thiếu một cái tim nữa. Ví dụ cho một cái tim nữa thì mình sẽ cho xem biên vào đấy. Còn em mở vào đây. Ví dụ thế, nhưng đây nó chỉ có hai cái này thôi. Giết em và em biên vào đây cả. Trop si. C'est sympa. Mais le cinéma, non. Nào. Cinéma thì sao? Không. Je n'aime pas. Je préfère regarder la télé. Nào, télé thì thích vào đâu? Như vậy phải thích vào ba cái tim đúng không? Ok. Bên dưới. Nào, thích cầm. À, đây ạ. Je préfère regarder la télé. C'est agréable. Et j'adore lire. Lire des... Nào, cái gì? J'adore gì? J'adore lire. Ok, vậy mình tích vào đâu? Rất thích. Rất thích. Rất thích. Đúng rồi. Nghe nó sẽ nói gì? Lire. Lire des livres, des magazines. Voilà, j'adore lire. Lire des livres, des magazines. Đọc sách và đọc tạp chí đó. Des livres, des magazines. Ouais. Rồi chúng ta sẽ nghe và điền vào cái bảng dưới này cho cô. Ouais. Nghe từ và điền. Đây mới là bài cuối rồi. Wow. Phonétique. Activité 13. A. Le poète a des chaussures chic et un beau chapeau. Và cái gì? Chapeau. Những cái nhà thơ đấy ạ, thì còn có những cái đôi giày trông nó rất là chảnh đúng không ạ? Và một cái mũ rất là đẹp. Uầy. Câu số 2. Chapeau. Le poète a des chaussures chic et un beau chapeau. B.
Nous avons le numéro du nouveau restaurant. Nhắc lại được không? Nous avons le numéro. Nous avons le numéro du nouveau restaurant. Nouveau restaurant. Chính xác, du nouveau restaurant, cửa hàng mới. Nous avons le numéro du nouveau restaurant. Voilà, các bạn có thể là nous avons le numéro du nouveau restaurant. Voilà. C'est. Leur collègue japonais aime la fête et les karaokés. C'est. Là. Là. Collègue, đồng nghiệp. Japonais, gì nữa? Em. Em. La. La fête. La fête, ok, tiệc tùng đó. Et les. Karaoke. Leur collègue japonais aime la fête et les karaokés. Voilà, le collègue japonais. D. Je préfère le professeur de ma sœur. D. Tôi rất là thích thầy giáo của gái tôi hoặc là gái tôi. Professeur de ma sœur. Je préfère le professeur de ma sœur. Voilà, ok, xong rồi đấy ạ. Thế bài hôm nay. Ngày mai thì nó là bài 11. Thật ra là bài 11 nó là tổng hợp. Để chúng ta ôn lại tất cả các cái bài mà chúng ta đã học. Rồi đến giờ, với. Thì bài ngày mai học sẽ khá là dài nhưng vấn đề chỉ là bài tập thôi. Chứ cũng không có cái vấn đề gì mới cả đâu. Bon, merci. Au revoir. Et bonne nuit.